Nói tiếng cái lượt mà đi vào xem hàng ngàn người, hàng mấy trăm ngàn người vào xem, nếu mà tôn giáo gì hỏi Đức Phật gì Buddha Buddhist gì đó, lung tung xèn, họ căn cứ ví dụ như tiếng Anh đó thì đọc khác, tiếng Anh gọi là Buddha, còn tiếng gì tiếng Pháp là Buddha, nói chung đọc lung tung tùy theo cái phát âm của một từng vùng. Đó là cái điều, nhưng mà khi mà đưa chúng ra thì mình phải đọc cái tiếng Anh nó khác, tiếng Pháp nó khác, tiếng Nga nó khác. Các tăng ni sinh sau này dễ hiểu mà nó vấn đề kiếm sai nó khó lắm. Từ Việt Nam mình, đất nước Việt Nam mình, từ Nam mà từ Mũi Cà Mau ra đến địa đầu Móng Cái khoảng chừng 250 cây số, 200 từ ra đó thì khoảng chừng 2.500 cây số cho mấy đó. Nhưng mà cách phát âm các vị thấy khác nhau không? Cái từ ăn nó khác, từ mẹ nó khác, từ cha khác, họ phát âm đúng thứ. Ông Quảng Nôm thì ông phát thứ nào, ông Quảng Ngãi thế nào, ông Huế thì thế nào, ông Hà Nội là thế nào, ông Nghệ An là thế nào, rồi ông miền Tây như thế nào. Từ Nam chí Bắc có tí tẹo hơn người đọc tiếng Việt, đó một trời một vực khác nhau rồi. Cho nên tiếng Anh cũng vậy, nó tùy theo cái người Mỹ, tiếng Anh của người Mỹ nó khác, người ta đọc theo cái giọng Mỹ nó khác, đọc theo giọng Anh Quốc nó khác, đọc theo giọng Ấn Độ thì nó lại khác nữa. Cho nên cái từ Phật cũng vậy, cái từ Phật đó là các tăng ni sinh chúng ta để ý ở trong này á, là mình dịch là thông thường bây giờ lấy tiếng Anh là ngôn ngữ chính của thế giới, ngôn ngữ thứ hai ở trên thế giới đó phải là ngôn ngữ của tiếng Hoa, tiếng Tàu. Mà thực chất nhiều người họ chống cộng nhiều quá, họ nói cái tiếng thực ra Trung Quốc ngày nay là họ phổ biến khắp thế giới, cái gì cũng là Trung Quốc hết. Thậm chí cái máy móc rồi cái laptop rồi mình sử dụng cái điện thoại này, ngày trước với thời học ở bên Ấn Độ có nhiều người mang tặng một cái máy camera mấy trăm đô la ngon lành từ bên đất nước họ đi từ đất mấy người Việt Kiều ở bên Mỹ họ đi qua Ấn Độ du lịch, thì bên khi qua đó thì cũng có cái duyên với thầy gặp này kia, có người có Phật tử họ đi qua rồi tặng cho quý thầy một cái máy hàng sách tay từ bên Mỹ đưa qua rồi tặng quý thầy mấy camera hiệu Canon và đàng hoàng, nhưng mà lọc cái clip lên nó ghi chữ gì dưới các tên xin biết không, sản xuất ở đâu, made in China. Nghĩa là sao? Một cái hàng sách tay mà từ bên Mỹ đưa qua Việt Nam, thế mà cũng đòi là sản xuất và chuyển sang sản xuất. Tại cái hàng hóa của Mỹ, tại vì dân số của Mỹ và dân số của Trung Quốc hiện nay là 1.400.000.000 người, nên hàng họ ngấp khắp thị trường, cỡ nào cũng có. Cho nên cái họ nói chung mọi còn một cái việc tích cực tiêu cực rồi thì mình cũng ngấy, nhưng mà những cái tích cực của họ thì mình phải nhìn nhận họ siêu lắm. Họ sản xuất một cái hàng Nike, hàng Adidas, hàng hiệu đấy, ví dụ một cái áo và áo thun, áo bun và gì này kia thì thông thường nếu mà hàng hiệu đó họ bán bao nhiêu, khoảng chừng $100, $100 thì các tăng ni sinh biết bao nhiêu, khoảng chừng là bên đây là khoảng chừng 2.300.000 đồng tiền Việt. Ông ngài đừng có bấm cho chị, ông ngài bấm cho nó chạy màn hình hết ông ngài ơi, ông ngài tập tường mình đấy. Các tăng ni sinh có còn nghe rõ không? Rõ. Ông ngài tập tường, ông ngài hiệu trưởng ông hoan hỉ ông đừng có bấm vô, ông bấm vô tự nhiên ông bấm màn hình rồi lên kia nó nhảy lung tung, nó bị nhiều sóng. Thế thì cái đó đất nước Trung Quốc, còn phần lớn của mình là thì bây giờ cái hàng hóa của Trung Quốc hay cái gì của Trung Quốc thì họ rất là siêu. Thậm chí kinh điển, kinh sách đồ bây giờ của mình phần lớn là sử dụng là ngôn ngữ của tiếng Hán. Thế bây giờ các tăng ni sinh có biết cái ngôn ngữ trên thế giới người ta gọi là ngôn ngữ gì, sử dụng ngôn ngữ quốc tế không? Là tiếng gì? Tiếng gì? Ngôn ngữ quốc tế là tiếng gì? Tiếng Anh. Đó phải không? Nhưng mà người Trung Quốc họ không công nhận. Thực ra mà cộng hết tất cả những người nói tiếng Anh trên thế giới này là nó chưa bằng cái số lượng người của Trung Quốc nói tiếng Trung Quốc. Nước Mỹ có bao nhiêu, khoảng chừng 300, người Mỹ họ nói tiếng Anh có 300, 350 người nói đi. Nhưng mà bên Mỹ có rất là nhiều ngôn ngữ, chứ không phải là tiếng Anh không. Mà ngôn ngữ chuẩn của nước Mỹ là tiếng Anh thì khoảng chừng 350 triệu. Thậm chí các nước châu Âu, mỗi mấy chục quốc gia nước châu Âu là họ cũng chừng 400-500 triệu dân thôi. 30 mấy nước châu Âu, có châu Âu có 30 mấy nước. Mà họ nói cho tất cả ngôn ngữ họ có dùng tiếng Anh viết chuẩn đó. Cho dù họ nói hết tiếng Anh đi nữa. Nước Đức thì có tiếng Đức, Pháp thì có tiếng Pháp, nhưng họ lấy cái tiếng Anh là chuẩn
cho dù họ nói hết nữa thì còn lại cũng chưa được 1 tỷ người để nói tiếng Anh các nước trên thế giới. Mà riêng Trung Quốc là sao? Trung Quốc thì họ tới 1 tỷ 400 triệu người cho nên họ nói tiếng Trung Quốc thôi. Nên họ không công nhận tiếng Anh là cái ngôn ngữ của thế giới và chỉ công nhận tiếng họ. Nhiều người cứ lên án và chỉ trích Trung Quốc, nhưng mà thực ra phải nhìn Trung Quốc. Mà tới thời điểm hiện nay á, theo cái thời điểm cập nhật tới hiện nay á, nước mà giàu có mà cái sở hữu mà đỡ mà cái đồng tiền mà GDP của nó đỡ mà thu nhập và thu nhập quốc gia hiện nay á, thằng Trung Quốc đã vượt Mỹ rồi, vượt Mỹ rồi. Ví dụ như Mỹ, ví dụ như bình quân của nước Mỹ mà một năm nó thu vô ví dụ như là 1 tỷ đô la, giả sử như vậy đi, thì Trung Quốc bây giờ nó đã 1 tỷ rưỡi rồi, chúng ta 1 tỷ rưỡi triệu đô la thì vậy. Trung Quốc đã vượt mặt rồi. Trung Quốc đã về GDP của Trung Quốc, về cái thu nhập mà đỡ mà buôn bán tất cả hàng hóa của họ mà thu nhập vào quốc gia của Trung Quốc, nay Trung Quốc đã vượt được Ấn Độ, gọi là vượt quốc gia nước Mỹ rồi. Mặc dù là chia ra bình quân đầu người thì họ thua, tại vì họ đông quá, họ chia ra thì ví dụ như thu nhập bình quân đầu người thì họ thua, nhưng mà đó là tổng thu nhập quốc gia thì Trung Quốc đã vượt nước Mỹ. Nước Mỹ là bị Covid-19 rồi, nó sơi tái đấu đá nội bộ nhiều, Trung Quốc bây giờ là Covid không ảnh hưởng nhiều mà họ phát triển rất là tốt, nên hiện tại Trung Quốc đã là quốc gia mà tài khoản thu nhập trên quốc gia là vượt được đứng đầu thế giới qua mặt Mỹ luôn. Thế thì ở nơi đây á, là bây giờ mình học cái từ thứ nhất là từ đạo, từ thứ hai á, là từ Phật. Phật là gì? Thì cái từ mà từ chúng để mà nói tiếng Anh á, thì ở nơi đây là chữ Phật là gì trong phần 2. Các tăng ni sẽ nào có tài liệu thì chúng ta có thể theo dõi. Chữ Phật nói trong cái tiếng Phạn á, là Buddha. Mà nên chỗ ngày trước ở trong cái tài liệu của Hòa Thượng Thích Trường Hạ là Buddha. Buddha là có thể viết theo cái tiếng Pháp rồi. Còn trong tiếng Anh đó là Buddha. Còn ngày xưa quý thầy mình thường học, cho chưa biết đọc được là thường học Buddha. Như vậy đó. Ví dụ ngày trước mình học học cái tiếng, ví dụ sô cô la gì vậy? Học sô cô la ngày trước mới học cái này là cho cô lấy tên. Sau này mình học tiếng Anh là chocolate, tức là sô-cô-la đó. Rồi sau học là mình đọc kiểu gì đó. Cho nên có nhiều người họ phát âm nó tùy theo cái luồng. Chữ Phật là gì? Nếu mà trong cái tiếng, tiếng Phạn và dịch ra là cũng trong tiếng Anh là Buddha. Còn tại vì tiếng Phạn ngày xưa rồi tiếng Bali với tiếng Sanskrit đó, thì ngày nay trở thành cái cổ ngữ rồi. Cổ ngữ tức là không có sử dụng nữa, mà để nghiên cứu trong học thuật thôi. Còn cái tiếng Ấn Độ ngày nay tên là cái tiếng Hindu, Hindu giáo, Ấn Độ giáo, ngôn ngữ của họ là cái tiếng Hindu, đạo Hindu, tiếng Hindi, tiếng là tiếng Hindi, cái đạo giáo là Hinduism, giống như Phật giáo rồi là Buddhism, Phật giáo, Phật là Buddha. Vậy trong tiếng Phạn gọi là Buddha, trong tiếng Anh đó thì cũng dịch ra là từ là Phật Đà. Phật Đà là dịch ra người Trung Quốc họ phiên âm ra. Mình nói cho nên cái ngôn ngữ của Trung Quốc họ có lịch sử, họ siêu đấm chứ phải bình thường. Và ngôn ngữ của Trung Quốc cũng là một trong ngôn ngữ cổ thế giới. Và sáng nay các tăng ni sinh mà học cái tiếng Hán đó, chúng ta để ý cái lịch sử Việt Nam mình có khoảng mấy nghìn năm văn hiến, ta gọi là 4.000 năm văn hiến. 4.000 năm văn hiến chứ mà thực ra cái khoảng chừng 2.000 năm thế trước nó còn mơ hồ, không biết mình trực thuộc quốc gia nào. Tới về sau, tới cái thời, thậm chí mà cái thời cách đây, cái thời các triều đại vua Hùng cũng còn là cái thời huyền sử chứ cũng chưa thực là thực sử. Tại sao? Mình học huyền sử là sao? Hùng Vương thứ 18 có một người con gái tên là Mỹ Nương, sắc đẹp tuyệt trần, một không có hai người đến cầu hôn, một người đến từ vùng Tây Nguyên và Lê Cung vùng miền núi, một người đến từ miền biển, người đến từ miền núi thì phía tây và phía tây, rồi phía tây nói cồn bãi, mọi người đến đây để mọc lên các dãy đồi để ngăn chặn lại, mọi người đến miền biển thì phía tây và phía đông là miền đông là mưa gió là hô về, ai cũng là tài trí là tài sắc và là cái gì cũng phong toàn, nên vua cha không biết chọn ai, thì cái đó thuộc là cái huyền sử, cái lịch sử là người ta cũng chưa công nhận vấn đề. Nhưng mà lịch sử mà cụ thể là từ cái thời mà triều Đà rồi bắt đầu tới triều đại
năm thế kỷ thứ nhất rồi bắt đầu nó lịch sử của hai bà Trưng rồi đó, nó có lịch sử cụ thể. Còn trước kia các đời đời vua hùng chỉ còn những di tích, những chứng cứ việc này việc kia, cái đó cũng không rõ ràng. Nhưng mà Trung Quốc cái ngôn ngữ của họ thì sao, có cái lịch sử 6.000 năm và phát triển 6.000 năm trước, thì trong những cái phiến đá, phiến hang động người ta đã có, người Trung Quốc có cái tiếng của họ, họ gạch một cái là cái chữ gì, chữ gì, chữ nhất là họ gạch một cái là làm dấu chữ nhất, rồi tao gạch hai cái là chữ gì, chữ gì, gạch ba gạch là chữ từ tam, gạch bốn gạch là chữ gì, chữ tầm bảy, không có, không có chữ bốn gạch. Ê, sáng nay các thầy sẽ học cái ngôn ngữ tiếng để học cái chữ Hán, chúng ta thấy cái sự hình thành nó sống nhiều lắm. Thế còn ngôn ngữ cơ tiếng, nếu mà ngôn ngữ của mình ngày xưa cũng toàn là tiếng Hán hết, tất cả kinh sách một phần đó cũng là thương ngữ, ảnh hưởng rất là nhiều, Việt Nam của mình ảnh hưởng rất nhiều, nó không phủ nhận được. Đây là chữ Hán Việt. Có nhiều người bảo rằng là chúng ta người Việt chúng ta sử dụng toàn là chữ Việt, không mà sao dùng sử dụng được, ngôn ngữ Việt Nam mình nó nghèo lắm. Trường đại học thì các tên sinh nó là hoàn toàn chữ Hán Việt hết, phải không? Bây giờ có dịch được không? Dịch không giống ai hết. Trường là dài là rộng, đại là to là bự, học là không có từ gì thay thế. Học dài học to, bự học rộng là học gì? Tôi muốn dùng là trường đại. Thậm chí cái tên nước mình là nước gì? Cộng hòa xã hội chủ nghĩa độc lập, phải không? Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Cái tên nó có giỏi hết rồi đó, gì mà thay tiếng Việt hết đi. Văn hóa ẩm thực, cái từ văn hóa không có từ gì mà thay thế hết, nó Hán Việt rồi, nó thuần Việt rồi. Ẩm thực là gì? Ẩm thực ăn uống. Ta dùng văn hóa ẩm thực nó còn hay là văn hóa ăn uống chứ. Nên có nhiều người bảo làm sao rồi, đây người Việt mình phải dịch hết tiếng Việt, mình dịch tới mức độ nào đó thôi. Nên kinh Di Đà các cái vị quý ngài vẫn thích là tụng như thị ngã văn nhất thời Phật tại xã Việt Quốc. Thì người nào nghiên cứu được như vậy, học được như vậy nó vẫn hay hơn là chúng ta coi nghe như thế này một thời Đức Phật ở nước Xá Lợi rồi này kia. Nhưng mà có nhiều cái ngôn ngữ dịch không hết. Đại gia, ông thầy đó đại gia đó, ông chú đó đại gia đó, hay là cái tay đó là tay đại gia. Đại gia dịch đã nhìn đã là to là bự, nhà là nhìn đó là nhà, tạm thời dịch vậy. Ông đại gia tức là có nghĩa là gì? ông có cái nhà bự nhà to, đúng không? Không chú. Nhưng mà từ đại gia nó bao hàm hết cái từ trong đó rồi. Đại gia tức ông nó có nhà to cửa rộng, cửa nhà to cửa rộng, ông có nhà lầu, có xe ô tô, ông có giới, ông có những cái thuộc hạ người này kia, là thế lực mạnh, nó bao hàm tất cả thì mới được gọi là đại gia. Chứ có nhà to không, không có tiền thì sao gọi là đại gia được? Nói cho nên ngôn ngữ tiếng Hán, cho nên mình học ở trong lịch sử các cái kinh điển của Phật giáo của phần đó nó như thế. Mình không nên cổ xí một cái gì hết, cũng không lên án, không chỉ trích, nhưng mình phải biết mình biết ta, phải biết cái ngôn ngữ đó như thế nào này kia. Sáng nay mình các tăng lên sinh học tiếng Hán ít nhiều thì cô Minh Trí cũng có giới thiệu một chút rồi. Thế thì mình đọc đây cái chữ Phật đó, là đầu tiên nói về tiếng đất nước Ấn Độ, chữ Buddha trong tiếng Anh đó. Dịch ra là tiếng đó gọi là dịch đó là Phật Đà. Dịch ra chữ Buddha là Phật, rồi dịch ra là Buddha là dịch ra phiên âm là Phật Đà, giống như Sariputta. Sariputta dịch ra là gì? Là Xá Lợi Phất. Moggallana dịch ra là gì? Là Ngài Mục Kiền Liên. Và sau này cái gì học lên Xá Viện Quốc rồi, ví dụ như là mình gọi là Tỳ Xá Liên, nhưng mà khi sau này ví dụ các tăng lên sinh và tiếp cận lên là Vassali thì không có nên dùng Tỳ Xá Liên nữa, cái kiểu vậy. Và mọi người khi mình dùng ra cái ngôn ngữ tiếng Anh nó chuẩn, hay là mình dịch ra ngôn ngữ cái tiếng Hán là những cái ngôn ngữ nói tiếng nhất trên thế giới. Còn ngôn ngữ Việt Nam mình nghèo lắm, mới thành lập đây. Ngày xưa đến cách đây khoảng chừng 300-400 năm về trước, đầu tiên là những cái vị mà người họ, những cái nhà phương Tây, Bồ Đào Nha rồi họ tới họ chiếm quốc gia Việt Nam là thuộc địa. Rồi tới cái thời mạnh nhất là nước cái thời Pháp, họ chọn quốc gia của mình mới có linh mục Bát La Lộc rồi gì đó, Alexander đó. Nên một thời lấy tên là đặt tên đường, rồi Việt Nam bình chọn là không được, bình chọn biết rồi người ta cũng gạt ra. Tại vì ông cũng là một trong những người có cái công để thành lập ra tiếng Việt, tiếng Việt của mình. Mà ngôn ngữ đó thì cũng nó nhiều tranh cãi đó. Mục đích của họ sử dụng nhiều tranh cãi nhưng cuối cùng không đặt tên đường rồi. Thế mình đang học ở đây là cái trừ từ Phật. Nên quý thầy cũng giới thiệu một cách rộng rộng cho các tăng sinh chúng ta hiểu về một chút cái điều này.
Cái từ Phật dịch ra Phật Đà, cái người Trung Hoa dịch là Phật Đà. Phật Đà dịch ra tiếng có nghĩa là gì? Dịch ra nghĩa là giác, giác. Giác là một bậc giác, cái bút có nghĩa là giác ngộ, là người giác ngộ. Buddha, Buddha trong dịch ra là một người giác ngộ, người hiểu biết, người có trí tuệ. Thì ở đây dịch Trung Hoa dịch là giác giả, tức là bậc đã giác ngộ và sáng suốt hoàn toàn. Và trong cái từ giác này có ba ý nghĩa phương diện, đó là từ giác, giác tha và giác hành viên mãn. Một vị mà bậc giác ngộ là phải đầy đủ ba phương diện: từ giác, giác tha và giác hành viên mãn. Từ giác là gì? Từ giác tức là tự mình mà tu tập giác ngộ. Từ giác có nghĩa là, từ giác có nghĩa là cái giác ngộ hoàn toàn do phước và huệ và công phu tu hành, khác với những cái người phàm phu tục tử là những người còn bị chi phối bởi mê muội, bị luân hồi trong cái cõi trần lao khổ ải. Thì đó, cái từ nghĩa đầu tiên là từ từ giác. Giác tha là gì? Giác tha nghĩa là mình đã giác ngộ mà đem cái sự giác ngộ phương pháp ấy, giác ngộ ấy cho những cái người giác ngộ được như mình. Thì người tu theo, ở trong này có tín hữu thầy sĩ giới thiệu cái phần này, người tu theo đại thừa thì mới có được giác tha, có thể giác ngộ. Còn người tiểu thừa thì chỉ là giác ngộ cho bản thân mình. Nhưng mà cái từ sau này, từ năm 1900 từ năm 1949 đến năm 1950, Đại hội Phật giáo lần thứ nhất được tổ chức tại Colombo, thủ đô Colombo của đất nước Sri Lanka, Tích Lan, thì người ta đã thống nhất. Tại vì Tích Lan là cái quốc gia đầu tiên bên ngoài đất ở nước Ấn Độ được tiếp nhận Phật giáo. Và sau này các tăng ni sinh học cái sự truyền bá của Phật giáo, của đạo Phật, mà chúng ta biết đất nước đầu tiên là nước Ấn Độ, mà sau ngày truyền ra quốc gia thứ hai bên ngoài đất nước Ấn Độ, quốc gia thứ hai và quốc gia đầu tiên bên ngoài đất nước Ấn Độ đó là quốc đảo Tích Lan, Sri Lanka. Thì quốc gia đó thì theo Phật giáo truyền về hướng nam của đất nước, gọi là Nam truyền, là Theravada, là Nam truyền, truyền về hướng nam, rồi từ đất nước Sri Lanka mới truyền qua Myanmar, Thái Lan, Cambodia, Lào, các cái nước đó, nước Lào, nước Campuchia. Thông thường mình xem các trận bóng đá của các vùng 10 nước Đông Nam Á thì ta đọc tiếng Anh không? Lào đọc Lào chứ không có đọc tiếng Lào được, không? Đọc Cambodia chứ không bao giờ nữa nó đọc Campuchia được, phải không? Các tăng ni sinh mà cái chuẩn bị sắp tới là đá những cái trận đá bóng đá một thế là SEA Games được việc này việc kia đấy, chúng ta giới thiệu 10 nước Đông Nam Á, 10 nước Đông Nam Á, năm 10 nước Đông Nam Á thì các tăng ni sinh ai có thể nhớ được nước nào đó thì hay nước đấy. Thì đó ta đọc, đó ta đọc Lao, làm nó có chữ S xong Laos, người đọc, ta đọc là nước ngoài là Campuchia, đọc Cambodia nó giới thiệu Myanmar, chứ không ai đọc Miến Điện, phải không? Thì khi mình thấy đó thì đó, từ từ mai mốt mà học lên mình sẽ thấy cái điều đó. Thế thì là giới thiệu về đó, thì khi mà truyền qua quốc gia thứ hai bên ngoài đất nước Ấn Độ, đó là nước Sri Lanka, nước Tích Lan, rồi được truyền qua bên nước Miến Điện, rồi nước Campuchia, rồi nước Thái Lan, rồi nước Lào, thì hệ thống các đó được giá Nam truyền, rồi truyền về hướng Nam. Mà sau này các gì gọi là Phật giáo tiểu thừa, thì bây giờ từ năm 1950 Đại hội Phật giáo tổ chức lần đầu tiên trên thế giới tại Colombo, đất nước Sri Lanka, thì thống nhất không có nên dùng tiểu thừa để mà chỉ cho họ đó. Tiểu thừa là tiêu nha, là bại chúng, là những người chỉ là biết giải thoát cho tên mình không, thì cái đó là không có tốt. Một ngày trước là phong biệt vùng miền, cũng một thời Trung Quốc rồi cái việc này ta đánh giá một ngày kia, nên cái từ này phải bỏ, mà phải gọi là Phật giáo Nam truyền, Phật giáo Bắc truyền. Phật giáo đại thừa thì mình cũng chấp nhận được, miễn mà đừng nói xấu họ, mình nói tốt cho mình thì cũng sao. Mình nói xấu họ là không được. Tiểu thừa thì xin thưa các nước, bây giờ Việt Nam mình để cho nhiều khi mà nếu mà quý thầy tăng ni mình, các chú các thầy mà tu tập yếu rồi hay này kia phá giới phạm trai ra rồi nó chửi thằng này thằng kia, nó chửi trong mặt. Nếu mình Thái Lan hay mình Sri Lanka hay lắm, thấy các vị tăng ni ngồi họ lại xuống đường, thậm chí một vị vua, một vị công chúa, một vị hoàng gia thì đánh lễ các vị sư, đánh lễ dưới trong, nên mình không có, mình hiếm, cho nên mình gọi ai thường mình nói gì đó, nhưng mà mình không có thở đứng cái chỗ này mình phân tích cho những kia, nhưng mà mình chỉ nhìn trên thực tế bệnh viện những cái gì tốt thì mình học họ. Mà phần lớn những cái quốc gia đó như Tích Lan này, Sri Lanka đó, hay là Myanmar, hay là Lào, Campuchia,
hay là Miến Điện đâu không, thì phần lớn những quốc gia này cứ từ 80-90% thì dân số đó theo là Phật tử. Còn trong khi đó giờ cái Đại Thừa thì cũng rất là cái điều hay, phổ biến rất là tốt, nhưng mà về chung chung ở đây nó cũng sẽ có, nó có những cái mặt rất là tích cực, nhưng mà tiêu cực của nó, chẳng hạn như Việt Nam của mình, Việt Nam của mình bây giờ Phật tử rất là đông như thế, nhưng mà khi thống kê vừa rồi làm căn cứ rồi cứ khai là tôn giáo không, tôn giáo không, hỏi là thống kê được Việt Nam mình ta bảo nếu mà Bùi Hữu Dược, ông trước đây ông là vũ trưởng của Phật giáo, là ông ta đánh giá là 80-90% là người có là người Phật tử và những người thờ cúng ông bà tổ tiên và các cảm tình của Phật giáo tán thời, những người đó có thể gọi là Phật tử, người theo Phật giáo. Nhưng mà khi mà thống kê lên họ thống kê họ cứ tà trật hết. Nên vừa rồi chẳng hạn cái tỉnh Gia Lai mình là các chùa viện bắt đầu mình đi làm giấy tờ thì bên Bộ Nội vụ, bên ban tôn giáo họ nói thì quý thầy phải thống kê phải cụ thể rồi làm sao, chứ bây giờ mình không thống kê cứ sách tức thì không, công thức thì sách nhiều khi có bỏ mặt. Rồi các cái vị đó là tu là không, là không là tu, đỉnh cao của trí tuệ Bát Nhã là cao siêu, nhưng mà người cũng cặt cạc mà cũng dùng cái trí tuệ đó là chết không biết gì hết mà cũng nói sách tức thì không, công thức thì sách tỏ thành tức mà cũng nói siêu siêu đi trên mây không, lúc nào muốn đi trên mây, muốn đi máy bay không, mà trong khi đó giờ nó kiếm 10.000, 20.000 đi xe ôm có rồi đi trên mây không, nghĩa là kiến thức chưa qua những cái lớp cơ bản Phật học vậy mà cứ nói những kiến thức kinh bản của Đại Thừa đã nhiều nhiều ông nhiều bà, mình chưa học cái lớp gì hết mà thậm chí đi khai thị đó. Lúc này các Phật tăng ni sinh nói gì, chư Phật vị nhất đại sự nhân duyên xuất hiện ư thớ, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Chư Phật vì một đại sự nhân duyên xuất hiện ở thế gian này, đó là khai thị chỉ bày Phật tánh cho chúng sanh đi vào. Thế ngày nay có nhiều người Phật tử mình nói ra đụng chạm, thực ra những cái người mà họ tu tập không có chắc có biết gì hết, hỏi chư Phật là giờ không chả biết nữa, họ định nghĩa chư Phật cũng xong, họ định nghĩa chư nghiệp cũng xong. Nghiệp là gì cũng nhiều người, còn nghiệp là nghiệp chứ cái gì nó xong là tiêu. Nghiệp là gì mà mốt mình học cái bài nghiệp thì mình sẽ biết, phải định nghĩa chữ nghiệp cho ra. Chữ nhân quả là gì mình phải định nghĩa chữ nhân quả cho ra. Chữ Phật là gì mình cũng phải định nghĩa cho ra. Nhiều người cũng sống với cái chữ Phật, Phật là Phật thế thôi. Phật ít nhất phải tự giác là gì, phải giác tha là gì, giác hạnh viên mãn gì. Hiện nay có nhiều người Phật tử nó ngon lành lắm, nghe ai đâu ai bệnh ai ngáp ngáp đó rồi sắp tới khai thị, niệm Phật khai thị gì Tây Phương Cực Lạc đó, nó biết tạo bạc khổ đau lắm. Khai thị nó có biết gì đâu khai thị, mà khai thị đâu có từ bình thường, chứ Phật Bồ Tát mới dùng khai thị được chứ đâu có dễ như khai thị, phải không? Mà mình nói từ khai thị đó, mà khai thị là gì cũng nói chứ khai thị là khai thị chả biết khai thị là gì. Nên nhiều khi mình làm dùng danh từ mình cũng khó như vậy, mà lúc nào mình nghĩ mình siêu việt mình thành được cái từ Phật, mà mình thấy cái Phật giáo của mình, mình biết cái ngôn ngữ trong này mà mai mốt học lên nữa sẽ gặp tới vấn đề truyền bá Phật giáo và Nam truyền và Bắc truyền, hay là dùng cái từ Tiểu thừa và Đại thừa thế nào, thì mình phải có một cái nhìn nhận cho nó chuẩn một chút, chứ còn không là mình sẽ nhiều khi mình lạm dụng hay mình nói cái này cái kia mà nó trọng, nhất là mình lên án Tiểu thừa nhiều quá là cái vấn đề đó. Đặc biệt từ năm 1950 Đại hội Phật giáo và tổ chức tại nơi Colombo đất nước Tích Lan thì đã thống nhất không nên dùng từ Tiểu thừa để mình chỉ ra là tiêu nha bài chủng là cái từ xúc phạm tới họ. Mình là tăng sĩ mẫu mình ở từ Đài Loan ở Trung Quốc ở Việt Nam, thế mình mang mốt qua Ấn Độ mình học là học chung với các cái vị thầy, các vị tăng, các vị cũng từ đất nước Tích Lan, nước Campuchia, đất nước Thái Lan, Đài Loan, chứ các Thái Lan mình họ cũng siêu lắm chứ đâu phải thua gì mình đâu, nhiều khi mình cũng thua họ mà mình bảo họ là tiếng thừa là tiêu nha bài chủng là nó đánh rồi cũng còn cái răng không. Đó là nhiều khi mình nói ôi thế giới này chỉ có đời mà pháp về sau chỉ có Đức Phật A Di Đà mới cứu độ, các cái tôn giáo các học càng ngày càng loạn, học các cái tôn giáo các càng loạn. Thế mà bảo Thái Lan mấy người sư Thái Lan mấy sư Miến Điện Campuchia bảo niệm Phật, niệm Phật A Di Đà đi, nó quấn cho rụng một cái răng nó bảo tao bên đó họ tu họ đâu có niệm Phật không. Đó là mình làm thế nào, nhiều người chưa biết mà cứ bảo khai thị nó hết sức nguy hiểm, mình biết gì hết mà mình cứ đòi khai thị. Nhất là các cái vị mà Phật tử mà họ chưa tu tập được bao nhiêu mà nghe ai đau ai ốm là vậy là thường tới được khai thị, nghiệp nặng đó phóng sạch khai thị chỉ bày mẫu bày chi kiến Phật, không chả biết cái từ khai thị là gì mà cứ khai thị thôi. Ok, cuộc sống này vô thường là vô ngã là khổ là không, thế họ vô ngã là gì, vô ngã là vô ngã,
Vô ngã tức là không có té, không ai xô mình không té. Đó là nó hết sức nguy hiểm. Thế thì ở trong này có đề cập tới vấn đề mà giác tha đó, thì có đề cập tới vấn đề tiểu thừa, thì ngày xưa là cái mình đi vào vấn đề này nhiều lắm, là mình sẽ khi mình tiếp cận với cái thế giới bên ngoài, hay tiếp cận mình học các cái trường lớp đi bên ngoài, nhất là các cái vị lý thầy bên ngoài. Và điều này đại học ở đại hội Phật giáo thế giới đã thống nhất là không có nên dùng cái từ này, mà phải dùng cái từ là nam truyền, là từ bắc truyền này, hay là Phật giáo nguyên thủy Theravada. Chứ mình không có nên dùng chữ Hinayana là tiểu thừa, không nên dùng Theravada thôi. Và mình có thể dùng chữ Mahayana là đại thừa cũng được. Nhưng mà không có nên dùng chữ Hinayana, cái này kia nó cũng và phải khi đi ra bên ngoài phải cấm, và thậm chí ở trong nước ngày nay cũng phải là hạn chế quá đa, mình cũng không có nên sử dụng nhiều đâu. Đó là vấn đề giác tha. Thì đề cập tới vấn đề thứ ba là giác hạnh viên mãn. Giác hạnh viên mãn có nghĩa là giác ngộ hoàn toàn đầy đủ cho mình và cho người. Những bậc Bồ Tát tuy đã giác ngộ cho mình và cho người nhưng công hạnh chưa viên mãn thì chưa gọi là Phật, mà gọi là Bồ Tát. Đó, cho nên coi là giác hạnh là chỉ có Phật thì mới được gọi là giác hạnh viên mãn. Chữ Phật là một danh từ chung để gọi những bậc đã tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Bồ đề là gì? Bồ đề là giác ngộ. Cho nên có nhiều người thì mình ghi chung chung là cái hiểu về cái bồ đề. Ở Bồ Tát là gì? Bồ Tát là Bodhisattva. Bodhi tức là gì? Bodhi tức là bồ đề có nghĩa là giác ngộ. Sattva là gì? Sattva là chúng sanh. Sattva là chúng sanh, là hữu tình. Cho nên Bodhisattva dịch ra là Bồ Tát. Bodhisattva tức là một chúng sanh, một cái hữu tình, một chúng sanh đã giác ngộ rồi á thì gọi là Bodhisattva. Gọi là Bodhisattva, tức là cái người đó đã giác ngộ cho mình và giác ngộ cho người khác thì gọi là Bodhisattva. Nhưng mà công hạnh mà chưa viên mãn á thì chỉ gọi là Bồ Tát. Mà khi nào có giác hạnh viên mãn thì mới gọi là Phật. Đó định nghĩa cái từ Phật là cái từ thế đó. Phải có tự giác. Cái thứ hai là phải có giác tha. Và cái thứ ba là giác hạnh viên mãn thì mới được gọi là Phật. Có nhiều cái câu hỏi lắm, sau này các tăng nhân sinh sẽ gặp những cái Phật tử họ hỏi như thế nào. Có gia đình Phật tử hay mấy đứa em gia đình Phật tử hưng trưởng mà hỏi: "Ê, thưa thầy, thưa cô, như Đức Phật ấy, ngài đi Đức Phật Bổn Sư Thích Ca, ngài là Phật tự giác tha giác hạnh viên mãn rồi. Nói sao đất nước Ấn Độ cũng có người tự giác tha mà đâu có độ hết đâu mà sao gọi là giác hạnh viên mãn?" Không. Mấy cái câu hỏi đó thì các tăng nhân sinh có thể suy nghĩ rồi có nhiều tiếp sau và trả lời cũng được. Nhiều hưng trưởng hỏi vậy đó. Nhiều người ở thế gian hỏi: "Bạch thầy, bạch chú, bạch cô, thế là Đức Phật gọi là giác ngộ, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Thế như Đức Phật Bổn Sư của ngài ở Ấn Độ, ngài là tự giác đã có hả? Ngài giác tha đã có hả? Ngài giác hạnh viên mãn là ngài đổ hết tất cả chúng sanh, bây giờ chúng sanh còn đầy đó, có giác hạnh viên mãn không?" Thế là trả lời thế nào? Đây là câu hỏi đó thì các tăng nhân sinh có thể suy nghĩ trong những tiết sau của mình trả lời. Tìm hiểu là một cái phương pháp nói tới vấn đề thích nhuận hải cho ta ấy nha, tắt mình tắt cái micro đó nó khỏi rú. Đề cập tới vấn đề tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, ở thầy cũng giới thiệu luôn cho các tăng nhân sinh biết trong vấn đề của Phật pháp của mình bao giờ là mình cũng phải là phải có tự giác. Tu bất kỳ cái pháp môn nào mình cũng phải có tự giác. Thứ hai là gọi là tự lực. Tự lực tức là cái năng lực tu tập của mình phải có tự lực. Cho dù làm pháp môn niệm Phật đây nữa, là sử dụng tha lực là chủ yếu, tự lực là cái lực của chính mình, là tự mình tu tập để giác ngộ, là cái tự lực của mình. Tha lực đó là cái lực của người khác. Tha lực ở đây đề cập trong Phật giáo là cái năng lực mình cầu nguyện Đức Phật Bồ Tát gia ngộ cho mình bất bệnh bất hoạn, việc này việc kia, bước ban đầu. Cầu chư Phật Bồ Tát, mỗi khi mình đem mình thắp nén hương trước Phật, mình lạy Phật rồi cầu chư Phật Bồ Tát để gia hộ cho mình, mình nương theo đó mình tu tập. Và đỡ có một mình sao mình tu tập hai cái này đầy đủ viên mãn thì sao mình gọi là giác hạnh viên mãn. Mình tu tập bất kỳ cái năng lực nào, bất kỳ pháp môn nào trong Phật giáo cũng phải có tự lực và tha lực. Rồi đỡ cuối cùng rồi thì về sau thì mới đạt cái độ giác ngộ tròn đầy, giác ngộ viên mãn.
Chẳng hạn giờ tu tập pháp môn niệm Phật thôi. Thế thì muốn mà tu tập pháp môn niệm Phật thì phải nhiều người cứ nói cứ trông chờ vào chư Phật. Thì nếu trông chờ vào chư Phật Bồ Tát không thì phải xin các tôn, các tôn giáo khác họ ta cứ cầu nguyện trên trước Chúa Trời chỗ này chỗ kia, hay thánh A-la là thượng đế, hay phạm thiên là đế thích, năng lực người khác không, mà mình không có cái năng lực tự lực mình là không được. Giống như bây giờ cho dù anh có tu tập cái pháp môn niệm Phật hay là pháp môn trì chú, rồi dùng cái sự gia hộ của chư Phật mật tông cái trì chú niệm Phật, thì mình cũng phải là có cái thời khó để mà công phu, mình phải giữ giới, phải công phu, không được giết hại sinh vật, đó là giữ giới, không có, đừng có sát sanh, đừng có trộm cắp việc này việc kia, đó là phải có giữ cho mình tự mình tu tập. Mà thứ hai là mình phải hành trì bản thân của mình, phải niệm danh hiệu Phật, mình phải thọ trì cái niệm Phật để nó làm sao có thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải được. Nếu không có cái tự lực thì không bao giờ thành. Và thứ hai nữa là phải có năng lực gia trì của chư Phật Bồ Tát. Mình đi cúng kiến cũng vậy, một ông thầy hay một sư cô hay một Phật tử là mới ban nghi lễ đi cúng kiến việc này việc kia, thì thứ nhất là mình phải có tự thân mình tu tập cho tốt có đức hạnh, thứ hai là cầu nguyện cho chư Phật Bồ Tát để mình gia hộ. Và khi mà những hai cái này yếu tố nhuần nhuyễn đời thì khi đó một công hạnh viên mãn. Nên cái từ Buddha là đầy đủ ba ý nghĩa đó, nhưng mà từ Bodhisattva là Bồ Tát thì chỉ có hai nghĩa thôi. Tức là Bodhi là Bồ Đề là giác ngộ, Sattva là chúng sanh, là hữu tình, là một chúng, là một người đã tự giác và có thể giúp cho người ta được giác ngộ, nhưng mà công hạnh chưa tròn đầy, cho nên gọi là chưa gọi là Buddha được, chưa gọi là Phật. Như ngài Bồ Tát Địa Tạng ngài nói thời rằng là làm sao ngài khi nào tất cả chúng sanh nhà đồ tạo mà ngài mới chứng được người. Còn người trong cái như kinh Địa Tạng rồi thì Đức Phật bốn sư là trong tiền kiếp ngài phát nguyện tu thành Phật trước là mới độ chúng sanh. Học các kinh điển Đại Tạng các tăng nhân sinh tụng hàng đêm chúng ta để ý gì đó. Thế tổng hợp hai cái từ này á thì gọi là đạo Phật là gì? Thì theo những cái định nghĩa mà chữ đạo và chữ Phật mà chúng ta đã đề cập ở trên đó, thì chúng ta có thể tổng kết và có thể giải thích đạo Phật như sau. Đạo Phật là con đường chân chánh hoàn toàn sáng suốt đưa đến bản thể của sự vật, là lý tánh tuyệt đối đưa tất cả những hư vọng phân biệt mà nó giác ngộ hoàn toàn là phát minh ra. Đạo Phật gồm tất cả tự loại loại tha, tự giác giác tha và các phong hạnh độ mình của người được hoàn toàn viên mãn bất tác. Ở đây là cái câu đề được đề là câu chốt lại câu định nghĩa, thì các tăng nhân sinh phải cố gắng phải học thuộc câu này. Nên khi mà ví dụ mong muốn mình đi làm bài kiểm tra học kỳ hay kiểm tra 15 phút hay kiểm tra 1 tiết 2 tiết gì đó, 90 phút là 2 tiết, thì khi mà nó định nghĩa thì chúng ta phải thuộc. Hay thậm chí là khi chúng ta đi giảng hay chúng ta đi làm gì, chúng ta định nghĩa đạo Phật là gì, chúng ta chúng định nghĩa chữ đạo mình phải thuộc. Đạo thì ít nhất là có ba ý nghĩa, đạo là con đường, đạo là bổn phận, đạo là lý tánh triệt mẫu. Phật là gì? Là Phật mình phải ít nhất mình phải thuộc. Phật là dịch ra từ trong cái tiếng Phạn, ngày nay phổ biến tiếng Anh là Buddha, cái ngôn ngữ mà phổ biến nhất thế giới là tiếng Tàu, tiếng Hán dịch ra là giác giả, một bậc đẳng giác ngộ về ba phương diện: tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Thậm chí mình học mình biết cái từ Bồ Tát và Phật. Bồ Tát là Bodhisattva, đó là một chúng sanh đã giác ngộ và gần một chúng sanh đã giác ngộ và giác hữu tình và để cứu độ mọi người. Nhưng mà công hạnh chưa được đầy đủ, nhưng mà công hạnh đầy đủ thì mới lên gọi là thành cái từ bước ra là từ Phật. Thế mình nghĩa cái từ đạo Phật là gì? Mình tổng hợp hết tất cả đó, đạo là Phật là con đường chân chánh hoàn toàn sáng suốt vì là tất cả những hư vọng ngôn ngữ nói năng. Đạo Phật nó bao hàm tất cả những tự loại loại tha, tự giác các tha, các công hạnh của mình mọi người nó hoàn toàn viên mãn, cái đó được gọi là đạo Phật. Thế thì cái bài bây giờ là cũng hết giờ phải không? Giờ đúng hết giờ. Mình 9 giờ mình học tới 10 giờ 45 phút, bây giờ là 10 giờ 43 phút. Thì do bữa hôm nay là cái tiết đầu tiên cho nên quý thầy cũng khái quát một cách nó rộng như thế, rồi các tăng nơi sinh chúng ta có cái khái niệm về cái đạo Phật, về cái nơi xuất phát của đạo Phật là mình có ít nhất là mình cỡ từ bây giờ mình sẽ học mình hiểu được Đức Phật. Không phải là hỏi Đức Phật mình sinh ra ở đâu, đạo Phật ở đâu, bắt đầu từ Ấn Độ là gì, mình cũng phải có một khái quát rất là rộng ràng. Thậm chí người Việt Nam mình cũng vậy. Ngày xưa mình học sau mình học lịch sử của Việt Nam, mình có cái môn học là lịch sử Việt Nam của cô giáo sư tiến sĩ rồi cũng có dạy đó. Mình cũng học về đất nước Việt Nam mình như thế nào,
Ngày xưa giao chỉ giao châu có tiết kiệm như thế nào, tới Phật Hòn Trầm Nhân Tông là mới đầu mới gả cô con gái út là hiền trong công chúa trong vua chế mong chế cũ để mở rộng đất phương Nam, đất miền Trung như thế này. Rồi tới cái thời trời chúa Nguyễn Hoàng mở lập ra 13, 14 đời chúa Nguyễn, còn là những chúa Phật, chúa Sải, chúa Thắm rồi con những người rất là thù với Phật giáo, rồi mở rộng thắng đất phương Nam như thế này. Tới cái đời mà Tây Sơn khởi nghĩa anh em nhà Quang Trung, rồi tới cái thời Gia Long, rồi đỡ về sau cái thời này là 1000 năm đô hội Nhật Tàu, 100 năm đô hội Nhật Tây như thế nào, 20 năm nội chiến từ ngày như thế nào, gia tài của mẹ đó lại bộ sư cô được như thế nào, người ta nhạc chỉnh thì chúng ta đó, chúng ta khá quá hết rồi, nhưng mà mình có học lịch sử mình biết cái điểm là đó mình có nắm một chút, nếu mình nói cái chung chung không thì nó cũng không có cái lắm. Học đất nước Ấn Độ thì mình biết ít nhất hôm nay mình học bài này thì ra đất nước Ấn Độ thì ra ngày đó ít nhất là phải 10 quốc gia, các tăng ni sinh nó phải ít nhất là cũng phải, mình là tăng ni sinh trung cấp ít nhất mình cũng phải biết rằng đất nước Ấn Độ ít nhất các tăng ni sinh phải ghi nhớ ít nhất là mình cũng thuộc được 5 quốc gia của đất nước Ấn Độ của ngày xưa, nhớ được không, được phải không? Ca Tỳ Lớn nước Ca Tỳ La Vệ thì nơi Đức Phật đản sanh án biết phải không, là ngày nay nó thuộc đất nước Đài Loan rồi. Cái thứ hai là nơi Đức Phật đi tu tập mà thành đạo thì đó là thành vương sáu nước Ma Kiệt Đà của tầng Bà Ta La rồi đó, thì mình người con Phật phải thuộc. Rồi nếu Đức Phật chứng pháp luôn là vườn Lộc Uyển, mà tháng tư là mình cũng làm vườn Lộc Uyển cũng nói về Phật đản, thì mình cũng phải biết là nước quốc gia Ba La Nại nước vườn Lộc Uyển là mình dòng sông Hằng, đó là quốc gia thứ ba. Còn đó là mình cũng tụng kinh là như chị Ngã Văn nhất thời Phật tại xá vệ rất, thì mình không quên được nước xá vệ, phải không? Còn các vị cô ni mà các vị mà bên Tỳ Kheo Ni rồi các vị sư bà rồi các vị ni ấy, thì không thể nào quên được cái nước Vaisali là nước Tỳ Xá Ly, nơi đó thành lập ni đoàn đầu tiên trên thế giới, phải không? Ngoài ra có rất là nhiều cái quốc gia của nó, mình nhớ ít nhất là năm quốc gia các ta sẽ phải nhớ ít nhất là như thế, chứ không mình nói đó nước Ấn Độ chung chung không thể những lộn rất là mênh mông. Thì cái phần thứ nhất là hôm nay giới thiệu chung về đạo Phật, mình đã học xong cái phần đạo Phật. Thế còn những cái mục kế tiếp sang cái thứ hai tuần tới thì mình sẽ học qua là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca, người khai sáng ra đạo Phật. Rồi thứ nữa mình khái quát về người khai sáng và giáo chủ của đạo Phật ai như thế nào. Rồi thứ nữa là học về cơ bản về giáo lý của Phật giáo, tóm tắt là Tam Tạng kinh nghiệm như thế nào, kinh nghiệm mọi người như thế nào. Này, rồi mình học tiếp nữa là cái sự mà truyền bá của Phật giáo như thế nào. Cách khái quát nhất, bài này là bài cơ bản nhất, bài khái quát và kiến thức cũng được xem là kiến thức cơ bản nền tảng nhất, tổng hợp tất cả kiến thức ở đây để các tăng ni sinh chúng ta cố gắng về đọc bài học này. Này, sự truyền bá của đạo Phật rồi lợi ích của đạo Phật như thế nào, đó là trong những cái tiết kế tiếp đó thì mình sẽ học một phần đó. Và bây giờ cũng đến giờ rồi, các tăng ni sinh mà những có chung bây giờ hết giờ rồi thôi, thì nếu mà có câu hỏi gì đó về thắc mắc về Phật giáo, về giáo lý căn bản của Phật giáo thì mình có thể ở trong quá trình mình đọc sách, đọc kinh, đọc điển hay thậm chí thực tế như vậy. Thì thông thường mỗi một cái buổi chúng ta học là thông thường 90 phút thì chúng ta sẽ dành ít nhất là từ 15 đến 20 phút để cho các tăng ni sinh có những câu hỏi để chúng ta cùng nhau mà trao đổi và trả lời các câu hỏi đó. Học thì phải nó có sự trao đổi hai chiều, các tăng ni sinh thắc mắc hỏi được thì mới ghi nhớ, mới tạo thành cái học luật học nó mới tốt được. Chứ còn học mà cứ thầy cứ giảng cứ nói mỗi miệng này hết giờ rồi hồi lúc ông Đức nghĩ thì mình nói mỗi mồm mà những cái kiến thức của mình sẽ không học nó thu động nó cháo lắm. Phải có những câu hỏi nào mà thắc mắc, câu hỏi nào hóc búa rồi gì đó, tạo thành cái lớp học nó sinh khí rất là tốt. Chứ còn nếu mà mình chúng học mà thu động chỉ giảng không nói không thì cái kết quả học cũng không có được ghi nhớ nhiều và không có tốt. Bây giờ chắc cũng 11 giờ kém rồi, 11:10. Ở lớp học chúng ta tạm thời nghỉ ở đây. Các tăng ni sinh của thầy nói rồi giảng rồi, các tăng ni sinh có nghe được không? Tốt phải không? Tại vì cố gắng. Đặc biệt trong Phật giáo chắc chắn nhiều câu hỏi lắm, các tăng ni sinh cứ đọc. Có gì thắc mắc gì thì cứ hỏi. Những câu hỏi là mà khó lắm thì thầy chịu thua thôi, chứ còn bình thường những câu hỏi mà như Ấn Độ hay Phật giáo bình thường thì ít nhiều thì thầy cứ trả lời trao đổi tốt hay sao, và chuẩn bị các cái câu hỏi trong những tiết sau thứ hai tuần đó.
À, thứ hai chúng ta là từ đây tới đó mình nếu mà các tăng ni sinh nào mà ở trong tỉnh Gia Lai á, nếu mà xin phép được sư phụ là gì thì cố gắng về trên trường, mỗi người ở mỗi phòng. Rồi tới bữa mình nên học trực tiếp trên giảng đường hay không? Mà nơi đó có màn hình máy chiếu gì đấy. Học nét này nhiều khi đó là nó rớt lên rớt xuống. Có nhiều vị bây giờ rớt hết còn có bao nhiêu người á? Tao. Nếu mà vẫn còn đông có 3-7 người luôn hả? Thôi giờ thỉnh quý chư tôn đức các tăng ni sinh chúng ta chắp tay hồi hướng, tạm thời nghỉ cái môn học hôm nay thứ hai, học về Phật pháp căn bản. Thì vấn đề bữa đầu tiên thì chúng ta cũng giới thiệu một cách khá lắm như thế. Tăng ni sinh chúng ta cố gắng tìm hiểu nghiên cứu thêm, đặc biệt là cố gắng có những câu hỏi để làm sao mà những cái tiết học sau mình đưa được câu hỏi. Thì có thể sẽ dành ít nhất là 15 phút hay là nửa tiếng để chúng ta có những câu hỏi lớp học Phật và sinh hoạt tốt đẹp. Chúc các tăng ni sinh luôn sức khỏe, học hành mọi việc tốt đẹp, hành vi học Phật. Chắp tay là xin hỏi những công đức. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh đều trong tàn thân đạo. Rồi, các bạn xin nghỉ tốt nha.